Tuyến vành đai 3 đi qua huyện Bình Chánh có chiều dài khoảng 15 km, trong đó, đoạn đi qua xã Phạm Văn Hai có chiều dài khoảng 8,2 km. Điểm đầu nằm tại bờ kênh 7. Đối với khu vực này, hiện tại đều là đất trống, đất trồng cây và một vài nhà dân xung quanh. Hệ thống giao thông tiếp cận khu vực này hiện đang khá khó khăn. Hầu hết khu vực tuyến vành đai 3 đi qua xã Phạm Văn Hai đều là đất trống và đất trồng cây. Trong 8,2 km tuyến đi qua xã Phạm Văn Hai, có khoảng 4,6 km đi song song với đường Thanh Niên, sau đó, tuyến sẽ đi xuống phía Đông Nam. Phía xa chính là khu công nghiệp An Hạ, thuộc tỉnh Long An. Khu công nghiệp cách tuyến đường vành đai 3 sẽ mở khoảng 1,5 km về phía đông. Điểm cuối của tuyến vành đai 3 đi qua xã Phạm Văn Hai nằm tại đường Trần Văn Dầu. Đối với khu vực này, hiện đều là nhà dân. Đường Trần Văn Dầu là một trong những tuyến đường huyết mạch của huyện Bình Chánh.